tôi vô trong đó rồi á, tôi sẽ ra đó ngoài đó là tôi coi là hết rồi, bán lỏng xe này. Canh bánh vừa mỏng à. Rồi à, tiếng đi. Có đống củi đốt sáng giờ không cháy bồ. Không ơi, em tắm với nó trước cho. Dạ, được không? Canh xong. Tắm đi. Thiệt. Trời không được không mọi người? Lấy cái miếng quay vậy đó. Chết luôn. Kêu hết một cái. Chiều nữa sẽ ngon hơn ha. À, tao phải ướp luôn. Mặn quá. Nó hơi mặn rồi, ướp vừa muốn. Có trà mới ở đây, có trà mới. Mọi người đi, anh đi cả đạp. Mất kèm nó luôn rồi. Ồ, mỏng mỏng mà, cái lưỡi vậy. Tại vì là nó chiên sẻ thịt lột da vậy anh Quang vậy. Cái lưỡi nó y như dầu bếp đó. Mà... Rồi, mọi người miếng đi mọi người, ăn cho nó hết đi. Rồi về sớm rồi đồ. Cái nóng lắm, cái chảo nó còn nóng.